Sông An Lạc xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, với điều kiện khí hậu và địa lý thuận lợi, nước ta chính là một môi trường lý tưởng cho nhiều loại thực phẩm phát triển đa phong phú đa dạng, trong đó không thể kể đến các loại rau xanh, loại thực phẩm cần thiết mà chúng ta vẫn thường xuyên ăn hàng ngày. Ngày nay, rau xanh được biết đến không chỉ đơn thuần là nguồn thực phẩm nuôi sống con người mà còn được coi là nguồn dược liệu rẻ, hiệu quả, không gây tác dụng phụ. Vậy quý vị biết về những loại rau xanh chữa bệnh này hay chưa? Nếu chưa, hãy để Sông An Lạc mách cho quý vị 9 loại rau thơm quen thuộc, không chỉ giúp tạo nên những món ăn thơm ngon, hấp dẫn mà còn có tác dụng chữa bệnh hiệu quả, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng được. Để tìm hiểu về những loại rau này, hãy cùng Sông An Lạc theo dõi video ngày hôm nay nhé. Thưa quý vị, rau thơm là gia vị chúng ta vẫn thường hay sử dụng trong mỗi bữa ăn hàng ngày, nhưng những loại rau ấy đã góp phần không nhỏ trong việc phòng và chữa bệnh. Và sau đây là 9 loại rau thơm giúp chữa bệnh và dùng làm món ăn ngon trong bữa ăn hàng ngày của bạn. Thứ nhất, rau răm. Rau răm hay còn có tên gọi là thủy liễu, hương lục. Rau răm vị cay, tinh ấm, không độc, dùng để chữa đau bụng lạnh, chữa rắn cắn, tràm ghẻ, mụn trĩ, kích thích tiêu hóa, kém ăn, làm dịu tình dục. Rau răm được trồng khắp nơi và thường được mọi người dùng làm rau sống và gia vị vào canh để có thể sát trừ một số độc chất có trong hải sản như là tôm, cá. Thường khi làm thuốc, người ta dùng tươi, không qua chế biến. Một số bài thuốc từ cây rau răm. Trị chứng tiêu hóa kém. Mỗi ngày dùng 15-20g cả thân và lá rau răm tươi, rửa sạch, vắt lấy nước cốt uống. Trị say nắng, kết hợp rau răm với sâm bố chính, tẩm nước gừng 30g, đinh lăng 16g, mạch môn 10g, đem rau vàng sắc với 600ml nước cô lại 300ml uống trong ngày chia làm 2 lần. Thứ hai, rau thì là. Rau thì là còn gọi là thời la đông phong. Thì là được dùng làm gia vị vào các món ăn, nhất là các món chế biến từ cá. Trong đông y thì là một vị thuốc rất thông dụng. Theo Nam Dược Thần Hiệu, hạt thì là vị cay, tính ấm, không độc, điều hòa món ăn, bổ thận, mạnh tỳ, tiêu chướng, trị đau bụng và đau răng. Một số bài thuốc chữa bệnh từ cây thì là. Trị chứng đái dắt, đái xón, lấy một nắm thì là tẩm với nước muối, rau vàng, tán thành bột. Khi dùng, lấy bánh dày quết với bột trên để ăn. Phương thuốc này rất hiệu nghiệm đối với những người đi tiểu không có chừng mực, khi đi tiểu thấy đau buốt. Trị chứng sốt rét. Những người đi rừng lâu ngày bị sốt rét ác tính sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Để trị chứng này, lấy hạt thì là tươi, giã, vắt lấy nước uống hay phơi khô hạt, tán thành bột, sắc lấy nước uống. Thứ ba, rau mùi. Rau mùi hay còn được gọi là ngò ta, hương tuy. Rau mùi có vị cay, tính ấm, không độc, tiêu thức ăn, trị phong tà, thông đại tiểu tiện, trị các chứng đậu, sởi khó mọc, phá mụn độc. Rau mùi được trồng phổ biến ở miền Bắc và thường có trong mùa đông. Một số bài thuốc chữa bệnh từ rau mùi. Trị chứng kiết lỵ, một vốc hạt mùi, rau vàng, tán nhỏ, pha 7-8g mỗi lần với nước, ngày uống 2 lần. Nếu lỵ ra máu thì uống với nước đường, lỵ đàm thì uống với nước gừng, ngày uống 2 lần. Trị chứng loét niêm mạc lưỡi, kết hợp rau mùi với rau húng chanh, ngâm hai loại trên với nước muối pha loãng rồi nhai kỹ, nuốt lấy nước, nuốt dần dần rất công hiệu. Thứ tư, rau mùi tàu. Rau mùi tàu hay còn gọi là ngò tây, ngò gai, ngò tàu. Cây mùi tàu được nhân dân ta trồng phổ biến ở khắp nơi, dùng để ăn sống, nấu canh và làm thuốc chữa bệnh. Mùi tàu có vị the, tinh ấm, mùi thơm hắc, khử thấp nhiệt, thanh uế, mạnh tỳ vị, kích thích tiêu hóa. Một số bài thuốc từ cây mùi tàu. Trị chứng đầy hơi, ăn không tiêu, rau mùi tàu 50g kết hợp với gừng tươi, rau thái dài 4cm, gừng đập dập. Cho hai thứ vào siêu đất, đổ chừng 400ml nước, sắc lại còn 200ml, chia làm 2 lần, uống cách nhau 3 giờ. Trị chứng sốt nhẹ, mùi tàu 30g, thịt bò tươi 50g, vài lát gừng tươi. Tất cả thái nhỏ, nấu chín với 600ml nước. Ăn nóng, khi ăn thêm ít tiêu bột rồi đắp chăn kín, cho ra mồ hôi. Thứ năm, rau húng chanh. Đây còn gọi là cây rau tần, trong dân gian thường dùng lá tươi làm rau sống trong các bữa ăn. Húng chanh vị chua the, thơm hăng, tính ấm, vào phế có công dụng giải cảm, tiêu đờm, khử độc và các chứng bệnh cảm cúm, lạnh phổi. Một số bài thuốc từ cây húng chanh. Chữa hen suyễn, lá húng chanh 12g, lá tía tô 10g, hai thứ rửa sạch sắc uống. Khi uống thuốc nên kiêng ăn thức ăn chiên xào, đồ uống lạnh, hải sản. Chữa ho cho trẻ. Húng chanh kết hợp với lá hẹ, mật ong, cả ba thứ đem hấp cho trẻ uống rất sạch miệng mà lại đỡ ho. Chữa rét, bọ cạp cắn, ong đốt, là húng chanh rửa sạch, thái nhỏ hoặc nhai kỹ, cho một ít muối rồi đắp lên vết thương rất công hiệu. Thứ sáu, rau tía tô. Không chỉ là rau gia vị thơm ngon, tía tô còn là cây thuốc được dùng phổ biến trong y học cổ truyền. Tía tô có vị cay, tính ấm,
có tác dụng trị cảm lạnh, đầy bụng, nôn mửa. Cành tế tô có vị cay ngọt, có tác dụng an thai, chống nôn mửa, giảm đau, hen suyễn. Ngoài ra, với giá trị dinh dưỡng cao, giàu vitamin, giàu hàm lượng canxi, sắt, tế tô có tác dụng đẹp da. Theo lương y Đinh Công Bảy, Tổng thư ký Hội Dược liệu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tế tô tốt cho phế quản, phổi. Theo đông y, phổi tốt sẽ giúp thân sắc tươi tắn, da hồng hào. Chính vì thế nhiều người đã dùng tế tô như một phương thuốc làm đẹp da ít tốn kém nhưng hiệu quả. Một số bài thuốc từ cây tế tô: trị chứng cảm cúm không ra mồ hôi, ho nặng. Nấu cháo gạo rồi thái chỉ 10g tế tô cho vào cháo, ăn nóng. Đắp chăn kín, cho ra mồ hôi, bệnh sẽ khỏi. Hoặc dùng 15-20g lá tế tô tươi, giã nát, đun sôi với nước, uống. Chữa trúng độc do ăn hải sản. Nếu ăn hải sản bị dị ứng, mẩn đỏ người thì dùng một nắm lá tía tô giã hay xay lấy nước uống. Bã sát vào chỗ mẩn ngứa hoặc có thể kết hợp với sinh khương 8g, gừng tươi 8g, cam thảo 4g, đun với 600ml nước, cô lại còn 200ml. Uống lúc nóng, chia 3 lần trong ngày. Chữa táo bón, khoảng 15g hạt tía tô, 15g hạt hẹ giã nhỏ, trộn với nhau, chế thêm 200ml nước, lọc lấy nước cốt, nấu cháo ăn rất tốt, đặc biệt là trị chứng táo bón lâu ngày ở người già và người cơ thể bị suy yếu. Thứ 7, rau diếp cá. Từ lâu, rau diếp cá đã được y học cổ truyền dùng để chữa các bệnh về tiêu hóa, phát ban, tắc sữa. Gần đây, y học hiện đại cũng phát hiện ra nhiều tác dụng quý của loại rau cây thuốc này như kháng khuẩn, tiêu diệt ký sinh trùng. Cây này đã được ghi trong các sách thuốc từ cách đây hàng nghìn năm. Với giá trị làm thuốc thanh nhiệt, giải độc do làm mát huyết trong cơ thể, nên trong các trường hợp bị viêm nhiễm trong cơ thể như mụn nhọt, mẩn ngứa, có thể dùng rau diếp cá làm mát máu. Ngoài ra, rau diếp cá có thể dùng để hạ sốt cho trường hợp trẻ sốt mà không muốn dùng thuốc tây hoặc phụ nữ có thai không dùng được tân dược. Rau này còn có thể trị táo bón do đại tràng bị nhiệt hay dùng chữa mụn nhọt, lở ngứa vô cùng hiệu quả. Thứ 8. Lá lốt. Lá lốt là loại cây mộc hoang và được trồng ở khắp mọi nơi. Lá lốt có công dụng ấm trung tiêu, ấm dạ dày, chữa nôn mửa do bị khí lạnh, bụng đầy đau, chữa nhức đầu, đau răng, mũi luôn luôn chảy nước, đại tiện lỏng ra nước, ra máu. Trong nhân dân, lá lốt thường được dùng để chữa các bệnh như chữa đau nhức xương khớp, chữa bệnh phụ khoa, các viêm nhiễm ở vùng âm đạo, ngứa, da khí hư, chữa đổ mồ hôi nhiều ở tay chân, chữa bệnh tổ đỉa ở bàn tay, chữa đau răng, chữa viêm xoang, chảy nước mũi đặc, vân vân. Thứ 9. Rau đinh lăng. Đinh lăng có tác dụng tăng biên độ điện não, tăng tỷ lệ các sóng alpha, beta và giảm tỷ lệ sóng delta. Những biến đổi này diễn ra ở vỏ não mạnh hơn so với ở thể lưới, tăng khả năng tiếp nhận ở cả tế bào thần kinh vỏ não với các kích thích ánh sáng, tăng nhẹ quá trình hưng phấn khi thực hiện phản xạ trong mê lộ, tăng hoạt động phản xạ có điều kiện gồm phản xạ dương tính và phản xạ phân biệt. Dưới tác động của cao đinh lăng, vỏ não được hoạt hóa nhẹ và có tính đồng bộ. Các chức năng của hệ thần kinh về tiếp nhận và tích hợp đều tốt hơn. Thưa quý vị, cũng là một loại rau thơm được liệt kê vào danh sách những thần dược cho sức khỏe, rau ngổ từ lâu đã trở thành vị thuốc quý trong đông y. Đặc biệt, phương pháp chữa bệnh viêm khớp bằng rau ngổ đã được chứng minh là mang lại hiệu quả tốt, đồng thời cũng tiết kiệm thời gian và vô cùng kinh tế. Vậy phương pháp chữa đau xương khớp bằng rau ngổ được thực hiện như thế nào? Cùng tiếp tục tìm hiểu trong phần cuối của video quý vị nhé. Rau ngổ là một loại thuộc họ mã đề, còn được gọi với các tên khác như rau om, rau ngổ ôm, mò om hay ngổ điếc. Là một cây thân thảo cao từ 10-20cm, mọc bò lan, thân rỗng nhiều đốt, lá có lông và có mùi thơm đặc trưng. Rau ngổ tươi là gia vị đặc trưng trong một số món phở hoặc canh ở Việt Nam. Còn để làm thuốc, người ta thường sử dụng rau ngổ với lượng lớn hơn, dùng tươi trực tiếp hoặc phơi khô. Dược lý hiện đại ghi nhận trong thành phần của cây rau ngổ có chứa rất nhiều hóa chất như glucid, protein, các loại vitamin B, C, carotene giúp khu trừ phong thấp, điều trị viêm khớp rất tốt. Bên cạnh đó, rau ngổ còn có chứa một hàm lượng tương đối flavonoid và cumarin giúp nó có khả năng chống viêm, kháng khuẩn tốt. Theo y học cổ truyền, rau ngổ có vị cay, tính mát, công năng thanh nhiệt giải độc, tiêu sưng, chống viêm giảm đau, do đó có tác dụng điều trị trong một số bệnh lý ban sẩy, sỏi mật, viêm xương khớp, rối loạn kinh nguyệt, khí hư ở phụ nữ. Cách dùng rau ngổ chữa bệnh xương khớp. Như đã đề cập ở trên, rau ngổ là một vị thuốc có khả năng chống viêm, tiêu sưng rất tốt. Do đó, ngay từ xa xưa, nó đã được ứng dụng nhiều trong đông y để điều trị các bệnh xương khớp rất nhiều. Cách dùng rau ngổ chữa viêm khớp cũng tương đối đơn giản và dễ thực hiện. Một trong những phương pháp hữu hiệu nhất thường được biết đến đó là đun lấy nước uống. Mỗi lần, người bệnh chỉ cần hái lấy một nắm nhỏ lá rau ngổ tươi, rửa sạch rồi đun với khoảng 1 lít nước, cho sôi từ 15-20 phút là được.
nước rau ngổ để nguội bớt, sau đó uống trực tiếp. Uống thuốc khi còn ấm sẽ giúp thuốc thẩm thấu vào trong cơ thể nhanh hơn, qua đó mang lại tác dụng nhanh chóng và hiệu quả cao hơn. Bên cạnh đó, nếu cảm thấy khó uống vì mùi hăng của rau ngổ tươi, người bệnh có thể sử dụng phương pháp thứ hai, đó là giã nhuyễn nắm ngổ tươi, lấy bã rau kèm nước đắp trực tiếp lên vùng khớp bị sưng và đau nhức trong khoảng từ 30 phút đến 1 giờ, sau đó rửa lại bằng nước ấm. Với các cách chữa viêm khớp bằng lá rau ngổ này, người bệnh chỉ cần duy trì thực hiện mỗi ngày một lần trong vòng từ 2 tới 3 tuần liên tục là có thể cảm nhận được hiệu quả, tình trạng đau nhức xương khớp sẽ được cải thiện đáng kể. Là một loại cây cực kỳ phổ biến và dễ trồng, rau ngổ có thể phát triển quanh năm. Vì vậy, bất cứ lúc nào người bệnh cũng có thể tìm được rau ngổ tươi mà không cần phơi khô để dự trữ như một số loại thảo dược khác. Ngoài việc sử dụng rau ngổ như một loại thảo dược trong bài thuốc, người bệnh có thể tăng cường bổ sung loại rau này trong khẩu phần ăn. Không chỉ làm gia tăng thêm mùi vị thơm ngon cho món ăn mà còn góp phần điều trị giảm nhẹ bệnh từ sâu bên trong. Lưu ý khi chữa viêm khớp bằng rau ngổ. Bệnh nhân cần tìm đúng rau ngổ tự nhiên, tránh nhầm lẫn với các loại rau khác có hình dáng tương tự. Lưu ý, trong chế biến bài thuốc chữa viêm khớp bằng cây rau ngổ thường được trồng ở các vùng đất ẩm ướt như ao hồ, đầm lầy, đặc biệt là lá lại có lớp lông, do đó rất dễ dính bùn đất và các loại vi khuẩn, giun sán ký sinh. Do đó, để đảm bảo an toàn vệ sinh, rau ngổ cần được ngâm rửa sạch qua nhiều lần nước trước khi nấu thành nước thuốc để uống. Vì rau ngổ có tính mát, có khả năng thanh nhiệt, làm mát từ bên trong, làm giãn các cơ phủ tạng, do đó với phụ nữ có thai bị viêm khớp không nên điều trị bằng nước rau ngổ để tránh nguy cơ sảy thai. Bên cạnh đó, do là một vị thuốc dân gian, tác dụng không thể cảm nhận được ngay trong ngày 1, ngày 2 mà phải qua một thời gian dài điều trị. Vì vậy, người bệnh nếu đã lựa chọn sử dụng bài thuốc này nên lưu ý cần thực hiện đều đặn mỗi ngày và kiên trì thì mới mang lại hiệu quả mong muốn. Chữa viêm khớp bằng lá rau ngổ được coi là một trong những giải pháp khá thú vị, không chỉ bởi hiệu quả mà còn vì tính kinh tế và sự đơn giản trong cách thực hiện. Tuy nhiên, người bệnh cũng hết sức lưu ý sử dụng rau ngổ đúng cách, đúng đối tượng để mang lại hiệu quả sử dụng tối ưu nhất, tránh các nguy cơ có thể xảy ra nhé. Quý vị thân mến, hy vọng rằng những thông tin vừa rồi đã giúp quý vị hiểu hơn về tác dụng của các loại rau thơm mà chúng ta vẫn thường ăn hàng ngày. Và nếu quý vị biết loại rau thơm nào có tác dụng chữa bệnh hiệu quả, hãy chia sẻ ngay với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ở phía dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!